Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng sát muối vào nỗi đau thất bại của phe miền Nam trong Đảng Cộng sản. Phải nói chưa bao giờ phe miền Nam thất bại như lần đại hội lần thứ 13. Từ Trung ương, Đảng Bộ đến Bộ Chính trị thì cánh miền Nam đều thất thế. Lần đầu tiên trong tứ trụ không có bóng dáng người miền Nam. Miền Nam chỉ được an ủi chức thường trực Ban Bí thư Trung ương của ông Võ Văn Thưởng. Tuy nhiên, chức thường trực Ban Bí thư mà người miền Nam nắm giữ cũng khá bấp bênh. Ở đại hội 12 năm 2016 thì ông Lê Hồng Anh, một người miền Nam, đã bị đánh bật ra khỏi Bộ Chính trị. Rồi đến nhiệm kỳ khóa 12 của Đảng Cộng sản, ông Đinh Thế Huynh bị đứt gánh giữa đường và sau đó là thay bằng ông Trần Quốc Vượng. Và ông Trần Quốc Vượng cũng không đi đến đâu cả. Liệu lần này nắm chức thường trực Ban Bí thư có tốt cho ông Võ Văn Thưởng hay không vẫn là một câu hỏi đang bỏ ngỏ. Đây là hình ảnh ông Trần Tuấn Anh được ông Nguyễn Phú Trọng trao cho chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Kết quả nhân sự của đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nằm trong tâm điểm quan tâm của dư luận tại Việt Nam trong tuần giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Được biết, sau đại hội lần thứ 13, với sự thất bại ê chề của phe miền Nam, nhưng báo chí Đảng lại tuyên bố là thành công tốt đẹp. Đây chẳng khác nào trò sát muối và vết thương thất bại của phe miền Nam. Từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng rời ghế Thủ tướng, ông Trương Tấn Sang cũng rời chức Chủ tịch nước, thì sức mạnh của phe miền Nam sau đó cứ yếu dần đi trông thấy. Đại hội lần thứ 13 đối với ông Nguyễn Phú Trọng là thành công tốt đẹp. Đó là đại hội mà ông được ngồi lại ghế Tổng Bí thư, bất chấp ông đã vi phạm cả ba tiêu chuẩn về sức khỏe, tuổi tác và vấn đề về quá nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông đã cho báo chí ca ngợi sự thành công ấy chẳng khác nào ca ngợi thắng lợi của phe ông. Và thất bại ê chề của cánh miền Nam được diễn tả như thế nào? Các đề cử được dự kiến cho chiếc ghế mà người ta vẫn gọi là tứ trụ vắng bóng đại diện Nam Bộ. Đây là câu hỏi lớn được đặt ra. Từ lâu nay, việc quy hoạch trong Trung ương Đảng của Bộ Chính trị theo chỉ tiêu từng vùng mà chưa hề có sự phá lệ, ngoại trừ đại hội lần thứ 13 lần này. Vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho công bố ông Võ Văn Thưởng được phân công vào vị trí thường trực Ban Bí thư và người ta cho rằng đó là một cách để xoa dịu khi đưa một nhân vật ở phía Nam vào vị trí đó. Tuy nhiên, theo giới phân tích thì người ta nói chiếc ghế của ông Võ Văn Thưởng mới ngồi này kéo dài để hết nhiệm kỳ là một may mắn cho ông rồi. Còn việc tranh đoạt ghế Tổng Bí thư cho nhiệm kỳ sau là rất khó vì ghế Tổng Bí thư không thể nào để lọt vào tay dân miền Nam được. Và tỷ lệ nhân sự phía Nam mà chủ yếu là phía Nam Bộ ở trong tứ trụ, dự kiến này người ta dùng một chữ nói là đại bại, ít nhất so với trước đây, so với lịch sử và các đại hội gần đây. Công việc nhân sự lần này của Đảng Cộng sản Việt Nam và đại hội đã được chuẩn bị từ lâu và từ trước. Và qua thời gian dài, đấu đá và ngã giá, người làm chủ cuộc chơi này không ai khác chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Chính ông đã lãnh đạo cả các ban nhân sự và ban văn kiện của đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh, dù ông Võ Văn Thưởng được làm thường trực Ban Bí thư, nhưng miền Nam vẫn là phe thất bại. Chỉ có hai vấn đề lớn, đó là lớn thứ nhất là ông Trọng trực tiếp làm, không biết là ý nghĩa của ông Trọng như thế nào, nhưng ở bên cạnh chắc chắn có sự cố vấn và giúp đỡ đề xuất nhiều người. Người ta cho rằng trong đó không thể thiếu vai trò của ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản, một người có mối quan hệ rất khắc khít và chặt chẽ với Trung Quốc. Chuyện nội bộ nhân sự cần chờ thời gian để biết rõ hơn, nhưng có lẽ người ta nhìn thấy người ở phía Nam hầu hết đều có dính dáng đến một trong ba thế lực. Đó là thế lực của ông Nguyễn Tấn Dũng hoặc thế lực của ông Lê Thanh Hải và thế lực của ông Trương Tấn Sang. Dư luận cũng cho rằng trước đây ông Trương Tấn Sang có liên minh với ông Nguyễn Phú Trọng để chống ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng nay ông Trương Tấn Sang không còn quyền lực nữa thì chuyện ân nghĩa cũng cạn thôi. Qua kết quả ông Trương Hòa Bình mất suất ở Bộ Chính trị cũng đã chứng minh được điều đó. Miền Nam bị đì và sát ván liên tục. Có người cho rằng việc ông Võ Văn Thưởng được bổ nhiệm vào vị trí thường trực Ban Bí thư là một sự xoa dịu đối với các nhân sự đại diện vùng Nam Bộ. Tuy nhiên, việc xoa dịu này thường không có trong việc đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ giành nhau bất chấp tính mạng và dùng một chức vụ lớn như chức thường trực Ban Bí thư để xoa dịu phe miền Nam là không thuyết phục. Cũng có ý kiến cho rằng cơ bản thành phần ở phía Nam là những người tốt nghiệp đại học, trong đó có tại chức và chuyển tu, còn học tập trung, chính quy, tỷ lệ không đáng kể.
nhưng cũng có thể thấy rằng năng lực tiêu chuẩn mà dựa vào bằng cấp dĩ nhiên phía miền Nam sẽ thất thế. Đấy là một ý kiến không được thuyết phục cho lắm bởi Đảng Cộng sản Việt Nam chuộng hồng hơn truyền. Những người có bằng cấp tốt như ông Nguyễn Thiện Nhân còn bị đánh bật ra khỏi Bộ Chính trị thì nói gì đến những người khác. Nếu người ta đánh giá năng lực theo thực tế để thấy rằng từ trước đến giờ với năng lực, người đó lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hiệu quả công việc của mình làm, như là chỉ báo cho thấy rằng tổng thu nhập quốc dân cao lên hoặc là đời sống tốt lên, kinh tế xã hội văn hóa tốt lên, thì người miền Nam thường trội hơn. Thành phố Sài Gòn, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu là những tỉnh giàu so với mặt bằng chung cả nước. Qua theo dõi cũng thấy một điều là trụ cột ở phía Nam chủ yếu là người Sài Gòn dẫn đầu từ trước đến giờ. Nhiều người từ Nam Bộ, từ thành phố Sài Gòn ra ngoài miền Bắc, trung ương làm lớn, từng làm chủ tịch nước, thủ tướng, làm bộ trưởng nhiều đời, vân vân. Đây là hình ảnh dường như vì muốn dìm ba thế lực này mà ông Nguyễn Phú Trọng chèn ép phe miền Nam. Thế mà lần này ở Sài Gòn, số mà bị kỷ luật, bị truy tố nói chung là khá nhiều. Gần như hầu hết thường vụ thành ủy rồi ủy ban nhân dân đều bị kỷ luật, rồi bị truy tố, bị xét xử, bị đi tù. Thì theo dư luận, đó cũng là cái gây ra ảnh hưởng rất sâu về nhân sự. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng cố và dường như không để cho họ nắm giữ một vị trí quan trọng nào trong tương lai. Hiện nay, cánh Nguyễn Tấn Dũng, Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang tuy thất thế nhưng họ có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào, đặc biệt khi ông Nguyễn Phú Trọng đang rất yếu về sức khỏe. Miền Nam thất thế, Đảng Cộng sản càng trở nên bảo thủ dưới bàn tay của ông Nguyễn Phú Trọng là điều dễ hiểu. Khu vực miền Nam, đặc biệt là Nam Bộ với hàng chục tỉnh thành ở miền Đông, miền Tây và tâm điểm đầu tàu là Sài Gòn, Gia Định là một vị thế rất quan trọng đối với sự phát triển cân bằng, ổn định và bền vững của đất nước. Ở Việt Nam đã có rất nhiều chuyện mà trước đây khi báo chí có đưa lên thì lập tức bị phê là đưa tin như vậy gây mất đoàn kết nội bộ là không tốt, cụ thể là nói tỷ lệ đường cao tốc ở miền Nam rồi đầu tư cho miền Nam còn hạn chế thế này thế kia, trong khi tỷ lệ xuất khẩu của miền Nam rồi đóng góp cho ngân sách của các địa phương miền Nam cho toàn quốc là rất đáng kể. Nhưng mà đường xá, hạ tầng, cơ sở đầu tư cho miền Nam thì rất thiếu. Nói chung là Đảng Cộng sản Việt Nam dường như cũng chặn họng luôn cả mấy tờ báo có vẻ thân với phe miền Nam. Đấy là chưa phải là vấn đề về nhân sự, mà chỉ nói về vấn đề khách quan về phát triển, đầu tư và đóng góp thôi, thì đã bị phê bình như vậy, thì chia rẽ, phân biệt Nam Bắc. Việc bất công đó cả xã hội đều biết, và có những lãnh đạo của phe Cộng sản miền Nam cũng chịu nhiều uất ức. Nhưng báo chí đã nói hộ ra thì bị kỷ luật. Bao nhiêu nhà báo, tòa báo và bao nhiêu người đã bịt miệng, không thể được nói. Thế nhưng bây giờ, qua đại hội lần thứ 13, điều thấy là công luận nói rất nhiều về vấn đề bố trí, cơ cấu nhân sự để cuối cùng dẫn đến như thế. Cho nên tiếng nói của miền Nam dựa trên vị thế, vai trò đóng góp thì những câu hỏi đặt ra về vấn đề cân bằng nhân sự và cân bằng đại diện nhân sự cũng là một việc xác đáng và có lý, chứ không phải là không. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chiến thắng, có nghĩa là thường phái bảo thủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng. Không biết lãnh đạo đảng cao nhất đã suy tính như thế nào, những cố vấn đã nói gì, tác động đề xuất thế nào. Nhưng bây giờ để nhân sự miền Nam mà chủ yếu là đại diện của miền Nam yếu đi, thì điều đó cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam khó mà thay đổi được gì khi mà vận mệnh đất nước nằm trong tay một con người cổ hủ như ông Nguyễn Phú Trọng. Và dư luận cũng cho rằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã bị loại tiếp tục vì gốc miền Nam. Hai trường hợp được xếp vào trường hợp đặc biệt để tiếp tục ở lại đại hội lần thứ 13 trong tứ trụ chỉ xét tới nam giới, mà trong đó có một phụ nữ là từ miền Nam không được cứu xét để lưu lại làm tiếp, thì theo đánh giá cũng là một điều rất lạ. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, theo một số chuyên gia đánh giá, bà là người phụ nữ có năng lực, sắc sảo, điều hành Quốc hội vững vàng. Tuy nhiên, bà là người miền Nam nên lần này cũng bị đá văng không thường tiếc. Năng lực là một chuyện, nhưng thế và lực không còn mạnh nữa thì vẫn bị loại khỏi Bộ Chính trị như bình thường. Việc loại bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là cách chơi không đẹp, một người phụ nữ không mạnh về việc kéo bè, kiện cánh, đấu đá nhau như cánh đàn ông. Tuy nhiên, vì gốc miền Nam của bà mà đại hội lần thứ 13 của Đảng đã loại bà. Nhiều người cho rằng bà ấy xứng đáng là một trường hợp đặc biệt nếu những người tổ chức tại đại hội 13 cơ cấu nhân sự với đa số trường hợp đặc biệt như vậy. Và với bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì bà ấy nói là trường hợp rất đặc biệt. Đây là hình ảnh phải chăng bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã bị loại vì là nhân tố miền Nam. Có thể nói trong Đảng Cộng sản Việt Nam
chưa từng xuất hiện người phụ nữ như bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Trước đây về phương diện phụ nữ làm lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã có bà Nguyễn Thị Bình, trong đối ngoại bà cũng tỏ ra rất sắc sảo, tài năng và ai cũng thấy. Với một người thích an phận thủ thường trong chính trường như bà Ngân mà vẫn không trụ lại được thì phải nói cánh miền Nam đã quá thất bại. Và có thể nói mâu thuẫn phe cánh Nam Bắc trong Đảng Cộng sản Việt Nam khó mà khỏa lấp được khi mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục hành xử như vậy và tại vị nhiệm kỳ thứ ba. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng sát muối vào nỗi đau thất bại của phe miền Nam trong Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.